Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay Linzy sẽ nói về một cái thuật ngữ đang rất là thịnh hành trong giới crypto mà nó đã xuất hiện từ năm 2017 rồi. Tuy nhiên thì đến ngày nay thì nó lại được nhắc lại rất là nhiều. Và đó chính là gì ạ? NFT. Vậy NFT là gì? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. So what exactly are NFTs? Known as a non-fungible token or a NFT. Y'all in the chat understand what an NFT is? That's an NFT. Vậy thì NFT là gì? NFT là viết tắt của Non-Fungible Token. Fungible trong từ điển tiếng Anh tức là có thể thay thế. Mình lấy ví dụ, vàng là một loại tài sản có thể thay thế được. Hay là Bitcoin cũng là một loại tài sản có thể thay thế được. Bởi vì là mỗi đơn vị Bitcoin thì đều có giá trị tương đương nhau. Không quan trọng là nó được đào ở block số bao nhiêu. Và trái ngược với Fungible tức là Non-Fungible, nghĩa là không thể thay thế được. Mình lấy ví dụ, trên tay trái của Chi có một cái bút chì và trên tay phải cũng vậy. Vậy thì hai cái bút chì này liệu có thể trao đổi được cho nhau hay không? Thì câu trả lời là có. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng có một cái đặc tính cũng như là có những cái tính chất sử dụng giống nhau. Và trong cái hộp bút chì này thì có 12 cái cùng giống như vậy. Chi lấy ví dụ thứ hai. Đấy là đây là bức tranh gì ạ? Bức tranh Mona Lisa. Và bức tranh này hiện đang được trưng bày ở bảo tàng Paris của Pháp. Vậy thì theo anh chị là có bức tranh Mona Lisa thứ hai không ạ? Câu trả lời là không. Chúng ta không thể nào mà lấy một bức tranh Mona Lisa thứ hai để thay thế với cái bức tranh đang được trưng bày ở bảo tàng này được. Bởi vì sao? Bởi vì nó là duy nhất, nó có tính độc nhất. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể gọi cái bức tranh Mona Lisa này là NFT hay không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì trong ba từ NFT thì còn một từ nữa là T. T ở đây tức là token. Tất cả những cái tài sản không thể thay thế được này, nó phải được token hóa, phải được mã hóa trên blockchain thì mới được gọi là một tài sản NFT. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là NFT và coin có giống nhau không? NFT có tính chất của một đồng coin và đặc tính của blockchain đó chính là gì ạ? Decentralized và anonymous, tức là phi tập trung và ẩn danh. Và cái wallet, cái ví của chúng ta dùng để chứa những cái đồng coin thì nó cũng chứa được NFT. Vậy thì NFT và coin có điểm gì khác nhau hay không? Linzy lấy ví dụ nhé. Linzy cho bạn vay 10 Bitcoin thì bạn có thể trả Linzy theo nhiều lần. Ví dụ như là lần đầu tiên bạn trả là 3 Bitcoin này, lần thứ 2 bạn trả là 5 Bitcoin và lần thứ 3 là bạn trả là 2 Bitcoin. Tuy nhiên khi mà mình cho bạn mượn một NFT thì bạn không thể nào mà chia cái NFT đấy ra làm nhiều mảnh, nhiều phần để trả làm nhiều lần được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì như ban đầu Linzy cũng nói, NFT có tính độc nhất và duy nhất. Cũng như là khi mà mình cho bạn mượn sổ đỏ, bạn không thể nào mà chia cái sổ đỏ đấy ra làm nhiều mảnh để trả Linzy được, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ được trả duy nhất một lần. Chính vì có đặc tính là không thể chia nhỏ và không thể thay thế được nên NFT có tính độc nhất. Và cái gì càng độc thì càng có giá. Ví dụ như là gì ạ? Như đoạn đầu video thì Linzy cũng đã chiếu một số những hình ảnh liên quan đến cái bức tranh NFT này rồi. Và đây, đây là cái bức tranh NFT có được đấu giá với trị giá của nó là gần 70 triệu đô. Thế mới thấy là những cái tài sản NFT này có những cái tính độc nhất và cái tính giá trị như thế nào. NFT thì có nhiều mảng. Tuy nhiên thì hiện nay đang hot NFT mảng nghệ thuật. Ví dụ, bạn muốn mua một bức tranh hiếm và cổ và cái giá thành của nó khá là cao. Và vì đây là một bức tranh lâu đời cho nên bạn không thể nào mà gặp và mua trực tiếp từ cái người họa sĩ vẽ ra nó. Bạn chỉ có thể mua qua một người bán hàng được gọi là seller. Và trong quá trình vận chuyển và kiểm định thì bạn không thể nào mà chắc chắn 100% rằng là cái bức tranh của bạn nó không bị tráo đổi hay là kiểm định nó là real hay là fake. Nhưng với NFT thì bạn hoàn toàn có thể truy xuất được nguồn gốc cũng như là chủ sở hữu nó chỉ bằng với những cái cú click chuột rất là đơn giản. Và mọi lịch sử giao dịch của nó đều được lưu trong blockchain. Vậy thì yếu tố hàng giả và hàng nhái đã được xử lý. Chưa kể, chúng ta phải mua với bức tranh đó với một cái số tiền lớn, ví dụ như là vài tỷ cho đến vài triệu đô, thì cái việc thanh toán cũng khá là phức tạp. Bởi vì là cái khoảng cách địa lý khá là xa. Và NFT cũng có thể xử lý được vấn đề đó. Bởi vì sao? Bởi vì bạn có thể thanh toán cái giá trị bức tranh đó bằng tiền mã hóa với một cái chi phí giao dịch thấp hơn cũng như là thời gian giao dịch nhanh hơn. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể mua những cái tài sản NFT này ở đâu? Ok, anh em mình có thể nhìn cái bảng dưới đây.
Đây là Top NFT Marketplace. Và chúng ta có thể mua những tài sản NFT ở gì ạ? OpenSea này, Foundation hoặc là Rarible, vân vân. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể mua NFT ở Binance. Bởi vì sao? Bởi vì Binance vừa mới ra mắt Binance NFT Marketplace vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 vừa rồi. Và hiện nay thì NFT được ứng dụng vào nhiều mảng, ví dụ như là gì ạ? Nghệ thuật, âm nhạc, gaming, thể thao, vân vân. Và sắp tới đây thì NFT còn được ứng dụng vào mảng bất động sản nữa. Theo Lindsay thì đây nó là một cái bước tiến lớn trong công nghệ blockchain, khi nó có thể tiếp cận đến nhiều người dùng hơn qua những cái thứ quen thuộc gần gũi hàng ngày, bởi nó nhấn mạnh về tính bản quyền, tính độc nhất, tính minh bạch và tính giá trị.